vô ăn mặc đàng hoàng mà thấy vui vui rồi, mà vô ăn mặc đi thằng ăn mày. Dạ chào anh, cho em thấy anh ơi. Ở đây đâu có cái số đi vô đi kia ba. Còn em thí sinh. Ủa thí sinh hả? Dạ. Sao anh mặc kỳ vậy? Dạ xì tay nó vậy anh. Thằng xì tay ngộ hả? Dạ. Rồi vô giới thiệu tên tuổi anh đi kỹ với em. Em giới thiệu luôn cuộc đời của em luôn được anh. Anh giới thiệu cuộc đời hả? Dạ. À hay á. À. Cuộc đời em là từ lúc em sinh ra là cuộc sống em nó đã như vậy. Như vậy. À cuộc sống như vậy. Lớn lên á thì nó phát triển lên một chút xíu. Là sao? Thì nó đã như vậy. À như vậy vậy. Hay hay. Cuối cùng sao? Thì nó đã được như vậy. Nhưng là ngày hôm nay nè. Ngày em đã được à? Ngày em đã sao? Nó cũng như vậy. Nhưng dạ. Sao? Rồi từ nhỏ lớn còn những cuộc đời em đúc kết là được 4 chữ rồi. À 4 chữ hả? Dạ. Khi đi anh nhé. Không phải. Cái gì? Dục tóc là bóc dục. Dục tóc. Nhưng mình phải bình tĩnh từ từ. Em đang tưởng tượng thấy nhanh lắm gì ba mốt hay đi số mấy? Ờ, 5 đi. Em mày có mù thiệt không mày? Mù mà. Mù hả? Mù thiệt, trời em đâu thấy gì. Cái gì? Đâu thấy mày rồi, trời em mù thiệt, tao mò mày đó nổi. Ngồi dưới. Đây. Số mấy? Cùi. Ghê không? Anh tới gì kỳ cục kẹo vậy ba? Thôi hình thể mà. Hình thể cái đầu mày, còn gì khác không? Còn anh. Còn gì nữa? Anh có bài hát anh. Bài hát hả? Dạ. Xin ta son. Rồi. Bài em hát là giống thần tượng em nghe anh. Rồi, thần tượng của mày là ai? Em mà rất đam mê anh Đường. À, anh gì? Anh Đường. À, anh gì tên Đường? Cái tên anh gì kỳ vậy? Mr. Đường. À, Mr. Đường hả? Đàm á. À, anh Đàm á hả? Đàm. Hát giống Đàm Vĩnh Hưng. Anh tên là Đàm Vĩnh Hưng. Có em tên gì? Đàm Có Hưng. Điên gì đâu con. Rồi, hát đi. Sao là mỗi người em Đào Có Hưng là gì? Đào Có Hưng là gì? Là đừng có ham. Lão, mấy cái này mày nói trước chứ. Trời ơi, anh đâu có tao quên gì quét gì hết. Quéo gì? Rồi, cỡ này nó lấy tao hay lắm rồi. Đúng rồi đó. Rồi, vô. Anh Đào Vĩnh Hưng ngay. Rồi, Đào Vĩnh Hưng. Có những chiều thành phố mưa bay, anh đi không văn trong văn. Mình anh đứng vô cái sầm đề lặng lặng. Ôi em đang nghe ai tâm sự gì vậy? Ai tâm sự gì? Đáng cá mày tâm sự gì? Nè em đang nói á. Mỗi lần anh Đàm anh hát là anh đọc đời cuộc đời á. Có những chiều thành phố mưa bay. À mỗi lần mà là anh Đàm anh hát anh hay đọc lời bạc. Dạ đọc lời bạc á. Ok. Và sau đây ca khúc Tình Hơi Xin Hữu Linh xin được phép bắt đầu. Vô. Cái gì? Cái gì? Đất mì rộng. Xin Này xin hãy ăn sò lông hả? Xin hãy không thật lòng. À, xin thật lòng hả? Vì mai. À, vì mai. Đã. Rồi. Thôi đấy, giờ nhìn như cái nát mình nể, mình kỳ quá lên. Ờ, tự nhiên không mình tên gì, tự nhiên chở cái nát lên. À, dạ, kỳ. Ờ, kỳ lắm ha. Dạ. Đâu sao, có tài gì không? Dạ, có tài năng làm thơ lên nè. À, làm thơ. Làm thơ văn luôn hả? Dạ. Ok, làm thơ ngay chơi. Dạ, sau đây em xin làm bài thơ nó về 4 mùa. Mùa nào là cũng được hết. Mùa nào là cũng được, dạ. Dạ, em xin phép làm. Được không? Xuân về, mai nở, đào nở, không có thì nở, chị. À. Xuân đi, mai không nở, đào không nở, thì nở về. Ha. Đồng đến, tuyết rơi, ông già nên tặng quà, không có thần tài. Đồng đi tuyết không rơi, ông già nên không tặng quà, vẫn không có ông địa. Thầy ơi! Hè đến... Mày khùng quá, mày khùng quá mày! Gì à? Hè tới mà đừng nói tao có chuyện bất giới với xa thằng nha! Có một con mùa dương với bà là sát nè! Trời đất ơi! Gì? Làm tới cái kiện mẹ làm thơ gì mà nó chấm thơ nó có dần có điệu nó mới hay hiểu không? Không có dần điệu gì? Phải dần điệu đã quá! Vậy hè em làm tại đây cũng được luôn nè! Ờ, làm thơ dần điệu đi, có dần có điệu, vô! Mùa thu, ta cùng nhau chống khu lễ ốc buồn. Mùa đông ta cùng nhau chẳng mong ăn sò lòng. Trời ơi thầy. Mùa hè ta cùng nhau vào khe cắt hụt me. Ê. Mùa xuân ta cùng nhau vào buồn lửng như cái tinh. Thầy. Gì?